đi kiếm cho này các em chỗ nào kín đáo một tí. Nhưng mà đừng xa ở đây quá, để lâu lâu bọn em qua chơi. Chứ ở trên rừng mấy tháng ngu hết cả người. Ở đây anh có mấy khách sạn, để anh bảo tụi nó bố trí cho hai phòng VIP. Mỗi ngày sẽ có hai em rau sạch, cơm sạch để phục vụ cho em đầy đủ, được chưa? Thế thì còn gì bằng. Em cảm ơn anh. Em lại bảo hai anh em cứ tự nhiên. Ở đây anh không có thiếu hàng. Nếu thích người mẫu, diễn viên đều có liền. Mấy em nó yêu nghề lắm, kỹ thuật lại cao nhá. Đại ca em là thích cái khoản là kẹp ba đánh võng. Có khả năng bốc cả về để chăm sóc cho đại ca. Anh cứ yên tâm, anh ở đấy chơi với bọn em là quý rồi. Mọi chuyện khác anh không phải lo. Ừ, về thôi. Chứ đại ca hôm nay đi đường xa hơi mệt. Có khả năng bảo mấy đứa nó đưa đại ca về trước. Còn em ở lại quẩy với anh. Lâu ngày cũng đưa ngày quá rồi. Mời mời đại ca. Vô. Này mấy em, phục vụ mấy anh cho tốt. Cứ mở hết gái số, bao nhiêu anh bò, được chưa? Đại ca cứ về trước nhá. Chăm sóc đại ca cẩn thận nhá. Em mời anh. Em đi vệ sinh tí nhá. Bạn này, đang bay hết thuốc không ạ? Bạn biết chỗ nào bán không? Ra ngoài kia có hai thằng đang đứng ngay cửa, hỏi tụi nó bán cho. Thảo đen à? Đúng rồi. Cảm ơn bạn nhé. Có chuyện gì? Có thuốc không? Đáng bày hết thuốc. Cây cánh. Mày là thằng nào? Tao á? Tao... Bạn Huy à? Anh Huy à, không có đứa bạn như mày. Ơ kìa. Thấy có không? Bạn tao 4 viên màu hồng nhá. Biến. Ở đây không có thuốc. Mày lại bốc phét. Tao nói mày biến. Ở đây không có thuốc. Dừng lại. Này. Hàng ấy mà không ngon ấy
Tào Thiến này. Dạ. Biết chưa? Dạ. Hàng họ bán tốt anh nhỉ? Ngày được 1000 viên không? Thì cũng được vài trăm viên. Bán ở trong toilet, không sợ cấm nước kiểm tra à? Bọn nó chỉ bán cho người quen thôi. Nếu gặp khách lạ, tụi nó không bán. Có chuyện gì? Sao chú đánh hai thằng em mạnh tay vậy? Thì em là người quen, mà bọn nó đối xử với em như người lạ. Thôi, có gì ông anh thông cảm cho. À, không có gì đâu. Mời anh uống với thằng em nó đi. Anh, quan hệ của anh với quận có tốt không? Ừ, thì cũng đủ sai. Này, đêm nay là của chú. Chú thích em nào, chú cứ tự nhiên. Nói anh thông cảm. Chứ khoảng hàng chợ thì em hơi kinh. Anh xem có mối nào sinh viên chiếm nó mới sướng. Đấy. Anh có nguyên đám mà sinh viên cho cảnh sát ấy. Oạch thế còn gì nữa. Chú đúng là biết thưởng thức. Này, đợi một lát, có tiệc sinh nhật của mấy em sinh viên. Nếu chú thích, chú cứ tự nhiên mà chọn lựa.